Chào mọi người, trong clip ngắn này em biết việc sẽ chia sẻ về cái chủ đề đó là như thế nào được tính là một trade. Một trade thì theo cái cách định nghĩa của sàn á, thì cứ mở lệnh xong rồi cái đóng lệnh thì nó tính là một trade. Còn theo cái cách định nghĩa của FX Việt á, thì nó tùy vô cái chiến thuật của một trader đang áp dụng. Chẳng hạn như một người copper đi, họ mở lệnh, đóng lệnh, rồi cái lệnh đó có lời, họ có thể coi cái lệnh đó là một trade và có thể xem cái kết quả giao dịch ở trên cái lịch sử của MT4. Thì cái scalper nó có thể sử dụng cái kết quả thống kê ở trên MT4 để mà đánh giá lại cái hiệu quả giao dịch. Còn đối với một cái người mà theo cái chiến thuật mà swing á, thì có thể là swing này nó cũng tùy, nhưng mà do mỗi người thôi. Còn đây là cái cách mà của ít việc sử dụng, đó là trong một trade thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều cái giao dịch nhỏ ở trong đó. Cứ mỗi lần mà đặt lệnh một cái thì gọi nó là một cái transaction đi, cho nó dễ phân biệt. Đấy. Thì trong một cái thương vụ nó sẽ có rất là nhiều cái transaction ở trong đó, có khi nó lên tới cả 20-30 cái. Nhưng mà mình chỉ coi đó là tổng hết trơn nguyên cái này lại là, thì nó cũng chỉ có một cây thôi. Đấy. Do đó, đối với cái phương pháp mà trade theo cái position á, thì là nó tính trade. Phần lớn á, là nếu mà lúc mà mới luyện tập á, thì mình sẽ tracking, là sẽ thống kê thủ công, ghi chép thủ công cái mỗi lần mà thực hiện một cái transaction ở trong cái chuỗi, trong cái chiến lược của mình á, thì là mình sẽ tính á, là một cái transaction. Giờ mình sẽ theo đuổi cho tới khi nó hoàn tất một trade. Chứ ở trên cái MT4 thì nó không có thống kê cái kiểu này được. Nó chỉ thống kê theo cái kiểu mà tính lẻ. Cứ mỗi lần đặt lệnh, đóng lệnh cái tính một trade, thì cái kiểu đó nó không có xác đáng, nó không có chính xác đánh giá được đúng là cái trade đó nó hiệu quả như thế nào. Đấy. Thì khi mà mình tracking thủ công như vậy thì nó mới phân loại ra được bốn cái nhóm như đã đề cập trong những cái video clip trước. Thì cái trade mà nhào vô lỗ ngay lập tức á, thì nó sẽ mình sẽ ghi nhận á, là loss. Rồi cái trade á, nó về coi như là cái trade đó nó không ăn thua, nó cứ ra vô, rồi cuối cùng là cái kết quả bù qua xét lại là coi như là nó về. Thì cái trade đó mình sẽ xếp nó là cái trade chơi thứ hai đi, này là cái trade thứ nhất đi, rồi cái trade thứ ba này á, thì nó sẽ lại cộng bao nhiêu đó, thì cái đó nó tùy, vẫn ghi chép lại khi mà nó dương. Rồi nó chỉ có một cái số ít rất là nhỏ, những cái trade thành công á thì nó sẽ là đậm lắm và nó sẽ cán nát qua hết những cái nhóm của cái thằng lót này nè. Do đó trong mỗi một cái ngành nghề á, nó đều có một cái khái niệm nó gọi là rào cản xâm nhập ngành, hay còn gọi là cái lợi thế. Nó có nghĩa là những thứ mà mình biết người khác không biết, hoặc là thậm chí là người khác biết nhưng mà họ không có biết chính xác là cái cách làm như thế nào, họ không có làm, họ chỉ biết thôi chứ họ không có làm được. Thì đó gọi là cái rào cản. Thì đối với cái mỗi một cái phương pháp á, nó đều có một cái rào cản. Thì những cái thằng swing, thằng scalper với lại những cái kiểu mà đánh theo kiểu rủi ro mạo hiểm á, thì ai cũng có thể bắt chước được hết trơn. Còn lên tới cái cấp độ mà quản lý vốn nâng cao rồi á, thì nó sẽ không có, cho dù người khác biết luôn họ cũng không có bắt chước mình được. Nó có ba cái rào cản như thế này. Cái thứ nhất á, là cái quản lý vốn thì nó sẽ chia ra một cái á, là risk management, đó là kiểm soát về cái thua lỗ, và một cái nữa là growth, là cái mà tăng trưởng. Thì cái risk á, là cái mà nó sẽ kiểm soát cái nhóm mà thua lỗ á, để mà nó thiệt hại nhỏ. Còn cái nhóm growth á, là cái nhóm mà cái lúc mà nó thắng lớn hoặc là thắng vừa, làm sao để mà tận dụng khai thác được cái lúc mà nó vô cái lợi thế á, để mà cái số tiền mà lãi á, nó tăng lên á, thì cái đó gọi là growth. Thì cái rào cản thứ nhất á, là
cái thằng mà scopper ấy, thằng scopper là cái nhóm mà cờ bạc đó, nó sẽ không có biết cái này. Cái nhóm cờ bạc thì nó chỉ tập trung vô cái tăng trưởng không à, nó không có cái kiểm soát cái rủi ro này đó. Còn khi mà mình lên tới cái mức mà swing á, thì lúc đó mình sẽ luyện tập được cái kỹ năng á, là giữ lệnh một cái thời gian, nó tăng dần 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 dần, mỗi ngày một ít, 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, một phiên, một ngày, hai ngày, ba ngày đó, nó tăng dần lên. Rồi tới một lúc á, mà nó tìm ra được cái công thức để mà quản lý vốn á, theo cái mà REIT với là ROT này á, thì lúc đó nó mới là thoát khỏi cái mức trung bình, và lúc đó là nó mới bắt đầu lời. Đó là cái rào cản thứ nhất, là cái người mới á, hoàn toàn người ta không có biết tập trung vô cái này, không có nhấn mạnh vô cái này, mà chỉ tập trung vô cái một á, là cái phân tích kỹ thuật là cái đầu vào thôi. Nó hầu hết là nó chỉ biết là vô lệnh ở đâu, rồi là xong rồi vô lệnh, rồi sau đó làm gì kế tiếp nữa, là nó không có hoàn thiện cái hệ thống, do đó là nó không có cái nhóm mà thắng lớn này được. Rồi cái rào cản thứ hai nữa là cái phí, cái chi phí, cái này nó không phải là cái chi phí giao dịch, mà nó là cái chi phí để mà tìm ra một cái cơ hội á. Cái chi phí này nè, là đa phần á, là những cái nhóm mà con bạc rồi copper nó không có chịu nổi cái giai đoạn mà trả phí như thế này. Có nghĩa là cái lệnh khi mà sạch sẽ tài khoản rồi, bắt đầu tìm một cơ hội mới á, thì cái lệnh kế tiếp á, nó lỗ kế tiếp nữa, lỗ tiếp, lỗ 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 liên tục như thế này á. Đối với mấy cái nhóm mà nó không có biết cái kiểm soát rủi ro thì nó lỗ vài lần à, là cái tài khoản nó bị chia đôi chia ba, có khi là nó cháy luôn nữa. Nó chỉ lỗ qua liên tục vài lần thôi là cái tài khoản là nó tan nát hết rồi, lúc đó là nó hết tiền luôn rồi. Đấy, do đó nó không có chịu nổi được cái áp lực cái lúc mà bỏ ra cái chi phí đầu tiên. Giống như cái người mà đi đào vàng vậy, người ta phải tốn cái chi phí để người ta gà cái mỏ vàng nó nằm đâu, thì cái lúc mà tốn chi phí đó là theo cái cách mà kiểm soát cái rủi ro thông thường á, là nó sẽ tổn thất rất lớn, rồi sau đó là nó bị trade theo cái cảm xúc tiêu cực, nó khởi lên muốn phục thù nhanh chóng này nọ, rồi là cuối cùng tự đốt tài khoản luôn. Đấy, rồi cái rào cản thứ ba nữa là cái nó gọi là cái tiến trình, có nghĩa là nó phải bắt đầu từ cái nó đi lên từ cái chỗ mà cái thằng scoping á, là cho chấp nhận mất một cái thời gian chỉ để biết chính xác á, là cái thằng scoping nó có quá nhiều cái kẽ hở về rủi ro, rồi sau đó nó nhảy lên cái swing là cái giai đoạn mà để mà nó luyện tập cái cảm giác mà nó hôn lệnh mỗi ngày á, nó tăng lên một chút, tiến bộ dần dần lên á, nó phải theo một cái tiến trình, một cái tiến độ nhất định à, thì lúc đó nó mới nhảy lên được cái cấp độ cao hơn. Chứ còn mà mới vô không bao giờ mà nhảy lên được cái chỗ mà cầm lệnh được lâu như vậy. Và nó cũng không phải đơn giản á, là chỉ là vô lệnh xong cái xóa app rồi mấy tháng sau quay lại coi thế nào, không phải. Đó, nói chung á là phải theo một cái tiến trình nhất định thì mới làm được cái chuyện mà người khác, người ta không có làm, cái đám đông nó không có dám làm, mà mình làm được á, thì nó phải trải qua những cái rào cản như vậy á. Do đó, đối với cái thị trường tài chính này, chừng nào á mà cái thị trường tài chính nó còn tồn tại á, mấy trăm năm nữa, mấy ngàn năm nữa, miễn là nó còn tồn tại á, thì cái số lượng người á mà người ta nằm ở trong cái nhóm con bạc với lại scoping á, vẫn luôn luôn áp đảo. Và do đó cái dòng tiền chảy từ túi những cái con bạc đó, nó sẽ qua túi những cái người thắng, nó sẽ tiếp tục nó kéo dài mãi mãi, tại vì người ta sẽ không bao giờ mà chịu thay đổi. Thà người ta cứ mất tiền rồi cứ dùng cách này cách khác để mà tăng cái tỷ lệ thắng này nọ thôi, chứ người ta không có muốn mà nhảy vô mà thật sự để mà kiểm soát được. Học thứ nhất là không có ai dạy, tại vì thật sự mà đã hoàn tất được cái hệ thống mà kiểm soát vốn rồi, không có lý do gì để mà đi chia sẻ khơi khơi hết chứ, không có người dạy. Và thứ hai nữa là cái tôi quá lớn,
một khi mình đã biết một cái gì đó rồi á, là mình sẽ có cái khuynh hướng là bị dính chặt vô cái ý tưởng đó luôn à. Mình không có thay đổi được cái gì hết chứ. Dù thử cuối cùng nó cũng quay về cái nhận định ban đầu hết à, cái bảo thủ ban đầu hết à. Ví dụ như một người á, họ đã có một cái ám ảnh trong đầu á, là cái cách này nó lỗ gì quá, nó phải kiếm một cái phương pháp nào đó để mà nó tăng cái tỷ lệ đúng lên, rồi là cuối cùng là nó cũng quay về nó kiếm cách này cách nọ, học tây học ta học đủ thứ hết để mà nó tăng tỷ lệ ra. Rồi chứ cuối cùng á, như FX Việt vừa chia sẻ, cái rào cản nó có ba cái rào cản này á, một cái người mới họ không có vượt qua được, giờ thế nào họ cũng mắc kẹt, họ quay trở lại cái nhóm mà scalper rồi day trade. À, mấy cái thứ linh tinh đó, trade theo tin tức này nọ, ba cái thứ quá vẩn đó, thế nào nó cũng trở về cái nhóm này giờ cả đời luôn, cũng không thể nào mà chiến thắng được trong cái thị trường này cả. Rồi, thông qua cái clip này thì mọi người cũng đã hiểu hơn về hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là cái cách mà mình tracking kiểm soát một cây nó như thế nào, và cái thứ hai là ba cái rào cản để mà lý giải tại sao một cái người mới họ không thể nào mà họ một bước mà họ biết lên được cái phương pháp á, mà để mà kiểm soát cái rủi ro và tăng trưởng được. Đấy. Rồi, qua clip ngắn này mọi người cũng thể biết được là mình đang ở cái vị trí nào và làm sao để mà hoàn thiện cái hệ thống giao dịch của chính mình.